Hello, xin kính chào tất cả quý anh chị và các bạn, và chào mừng tất cả quý anh chị và các bạn đã quay trở lại video tiếp theo trên kênh Mr. Kha Channel. Thì nội dung video này Kha sẽ giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một chiếc camera hành trình nữa trong bộ sưu tập camera hành trình của Mr. Kha. Đó là chiếc camera hành trình DJI đến từ nhà DJI với mã là N5 Duo. Thì Kha mời tất cả anh chị và các bạn cùng với Kha khui hộp camera hành trình này coi xem nó là có gì bên trong và tính năng nó như thế nào. Thì xin mời các anh chị và các bạn cùng theo dõi hết video clip nhé. Rồi, và trên tay Kha đang là chiếc hộp của chiếc camera hành trình DJI N5 Duo. Bên ngoài xung quanh thông số kỹ thuật của chiếc camera hành trình này, như là Kha quan sát thấy là nó đang có ghi hình độ phân giải lên đến 4K Ultra HD. Ở mặt sau chiếc camera hành trình này thì nó có thể hiện là một cái app để có thể kết nối với điện thoại. Có nghĩa là chiếc camera hành trình này có khả năng kết nối với điện thoại. Và tiếp theo, ở bên cạnh phải thì nó có một số cái thông tin về tính năng. Ở đây Kha có thể đọc được là resolution là 4K là độ phân giải nè, dual channel nghĩa là ghi hình hai kênh cả trước và cả sau nha anh chị và các bạn, night vision là ghi hình ban đêm rõ nét, built-in nó có sẵn bộ nhớ trong luôn nha anh chị và các bạn. Thì chiếc camera hành trình DJI N5 Duo này có cái bộ nhớ trong sẵn là 32GB mà anh chị và các bạn không cần phải trang bị thêm thẻ nhớ. Còn nếu mà anh chị và các bạn muốn mở rộng thêm thẻ nhớ thì có thể gắn thêm thẻ nhớ rời bên ngoài ha. Nó có hai bộ nhớ trong và bộ nhớ thẻ. Rồi nó có cả GPS, rồi ghi hình parking mode là chế độ ghi hình đổ xe nè, rồi có AI, khá hay đấy. Rồi bên đây, và đây là ngoại hình của em nó. Đây là chiếc camera hành trình DJI và đây là cái chiếc cam sao ha. Rồi tiến hành mở hộp thì hộp làm khá đẹp mọi người ha. Đây là hộp cứng, cạc tông cứng mang thương hiệu DJI. Thì đây là một cái thương hiệu đến từ Trung Quốc ha mọi người ha, không có gì phải ngại cả. Và đây là chiếc thư cảm ơn hướng dẫn sử dụng. Đây là quyển sách hướng dẫn sử dụng của DJI và một cái miếng phim từ tính. Nó sẽ có hai miếng nha, mình đã gắn lên xe rồi cho nên ở đây chỉ còn một miếng. Và một cái keo 3M để dự phòng. Rồi bỏ nó qua bên. Thì trong này nó bên DJI sẽ sử dụng dạng là cáp nguồn, nó sẽ là cái cổng Type C nha mọi người. Một cái tẩu mồi thuốc lá để mà gắn vào trong cái ổ mồi thuốc lá để cấp nguồn, và cổng là USB. Thì nếu mà họ sử dụng cái cổng USB sang Type C như thế này thì những cái xe anh chị và các bạn đang sử dụng cái cổng USB thì cắm thẳng vô trong cái cổng nguồn USB luôn, không cần phải qua tẩu mồi thuốc. Còn anh chị nào mà sử dụng mồi thuốc thì sử dụng cái này. Rồi, và đây là cáp cam sao. Còn chiếc camera hành trình và cam sao thì mình đã lắp lên xe rồi, lát nữa mình sẽ quay cho mọi người cùng xem nha. Ok, thì bên trong của nó là như vậy thôi. Về tính năng thì mình sẽ chia sẻ đến anh chị và các bạn những cái thứ mà mình thích ở chiếc camera hành trình này, tại vì mình đã sử dụng nó được một tuần lễ rồi, hơn một tuần lễ rồi mọi người. Thì hôm nay mới có dịp chia sẻ đến mọi người về tính năng của nó. Về cái đầu tiên mà mình thích nhất ở chiếc camera hành trình này đó là nó có AI. Có nghĩa là cái video clip mà khi anh chị và các bạn xem lại á, nó sẽ đo luôn được cái khoảng cách xe các bạn và xe phía trước nó đang cách nhau một quãng đường là bao nhiêu, và tốc độ của xe phía trước đang chạy là bao nhiêu, tốc độ của các bạn đang chạy là bao nhiêu. Tuy nhiên đây là mình cũng khuyến nghị là anh chị và các bạn tính năng này thì chỉ mang tính chất tham khảo thôi ha. Thì mình thấy thì nó cũng không được chính xác 100% lắm đâu, nó rơi vào khoảng 70-80% là ok rồi, nhưng mà nó cũng khá là hay, đã ứng dụng cái công nghệ AI vào trong cái chiếc camera hành trình. Rồi cái tính năng thứ hai mình lại thích nữa là nó có cái tính năng gọi là nhắc nhở di chuyển anh chị và các bạn. Có nghĩa là khi anh chị và các bạn đậu đèn đỏ ở phía xe phía trước, mà khi mà có đèn xanh rồi á thì xe phía trước di chuyển rồi mà anh chị chưa đi á, thì chiếc camera hành trình nó sẽ nhắc. Đây là một cái tính năng rất là hay. Rồi về chất lượng của ghi hình á thì rất là ok, là ghi hình độ phân giải tới 4K và cam sao nó sẽ ghi hình lên với cái độ phân giải là tới 1080. Thì mình sẽ lấy video ban ngày và ban đêm và cùng phân tích với mọi người ha. Nói về chất lượng video thì mình đánh giá chiếc DJI N5 Duo 4K này có chất lượng ghi hình cực kỳ tốt. Trên màn hình của mọi người đang xem thì đây là chất lượng ghi hình ban ngày của chiếc camera này. Tất cả các màu sắc nó được thể hiện khá là rõ nét, và đặc biệt là biển số xe cực kỳ rõ luôn. Và cái góc rộng của chiếc camera này 150 độ thì mình thấy là cũng đã đủ đáp ứng cái nhu cầu của tất cả mọi người rồi. Nói về chất lượng ghi hình ban đêm
Thì mình sẽ chia sẻ đến video ghi hình ban đêm cho mọi người như thế này, là ban đêm thì mình thấy rằng là nó có noi một tí xíu ở hai viền hai bên, tuy nhiên là nó vẫn đảm nhận được đủ cái nhiệm vụ là ghi hình rõ nét và rõ biển số xe của xe phía trước như trong video mọi người thấy. Chiếc xe màu trắng phía trước tuy là nó có màu trắng và cái đèn xe của mình cũng hầu như là gần dạ vào, nhưng tuy nhiên rằng là biển số vẫn đọc được rất là rõ nét, và đặc biệt là chiếc Fortuner mé bên tay phải cũng vậy, biển số mình cũng đã thấy rõ. Thì đó là hai cái điểm nhấn mà mình thích nhất ở chiếc camera hành trình này, đó là ghi hình rất rõ, có AI, rồi cái thứ ba là nó có kết nối được với điện thoại. Thì với cái ứng dụng DigiPie, anh chị và các bạn kết nối một cách dễ dàng với chiếc camera hành trình này chỉ với một nút nhấn. Có nghĩa là anh chị và các bạn chỉ cần mở ứng dụng lên, bấm vào cái chỗ chiếc camera hành trình là nó sẽ tự động kết nối với chiếc cam này rất là nhanh. Rồi, và cái thứ ba, cái thứ tư tiếp theo nữa là cái về thiết kế của cái chiếc camera hành trình này thì mình đang thấy rất là nhỏ gọn và đường nét của nó rất là tinh tế, thì mình cảm giác đây là một chiếc camera hành trình rất là ok trong tầm giá ha. Và điểm tiếp theo mình thích ở chiếc camera hành trình này đó là khi mà anh chị và các bạn sử dụng chung với một cái bộ nguồn radar của chiếc camera hành trình này thì nó sẽ quét được cái khoảng cách xe phía trước và đồng thời nó sẽ tự động kích hoạt ghi hình khi có chuyển động, và nó có cả luôn cái chế độ parking mode, đó là chế độ đổ xe đó anh chị và các bạn. Thì khi mà anh chị và các bạn đổ xe vào ban đêm, sử dụng cái bộ toolkit của nó riêng của bộ DD3 này nha, khi mà anh chị và các bạn phải mua thêm một cái bộ kit để mà dùng cho tính năng Parking Mode, thì nó sẽ tự động ghi hình nếu mà khi có những cái hoạt động phía trước mà chiếc camera hành trình này nó phát hiện, nó sẽ tự động kích hoạt lên, nó ghi hình cho anh chị và các bạn rất là tuyệt vời, mà nó không ảnh hưởng đến cái bình của xe ô tô. Và cuối cùng, nếu mà anh chị và các bạn đang muốn tìm cho mình một chiếc camera hành trình có khả năng ghi hình hai kênh với độ phân giải cao, đó là full 4, độ phân giải tới 4K, mình sorry, rồi kết nối được với điện thoại, có tính năng AI, có chế độ Parking Mode, kết nối được với điện thoại là mình cũng đã chia sẻ rồi ha, thì chiếc camera hành trình DigiPie N5 Dual cũng là một sự lựa chọn sáng giá tại thời điểm bây giờ mà anh chị và các bạn có thể cân nhắc ha. Và ok, và Kha vừa giới thiệu đến anh chị và các bạn chiếc camera hành trình mang thương hiệu DigiPie đến từ Trung Quốc, mang mã là N5 Dual. Nếu anh chị và các bạn thấy video này hay, hữu ích thì có thể like, share video này và có thể tìm mua cho mình chiếc camera hành trình này với cái giá cả rất là hợp lý. À, và cuối cùng, Kha xin chào tất cả anh chị và các bạn và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo trên kênh Mr. Kha Channel. Ok, xin chào.